Bánh khoai lang là một món ăn vặt đầy đủ các tiêu chí, ngon, bổ rẻ và đặc biệt là cách làm rất là đơn giản. Khoai lang thì mình gọt vỏ, rửa sạch nè, rồi mang đi hấp hoặc mang đi luộc ha. Khi mà khoai chín thì cho khoai ra tô rồi mình nghiền nhuyễn nha. Mình tận dụng cái lúc mà khoai nó còn nóng thì mình bắt đầu cho cái phần bột mì vào nha mọi người. Tiếp theo là mình cho vào đó là 3 muỗng canh đường. Nếu bạn nào thích ăn ngọt thì mình có thể cho thêm đường ha. Sau đó thì mình trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Mọi người nhớ là trộn bột cho thật là đều tay để cho bột với lại khoai lang nó dính lại với nhau nha. Khi mà khoai lang với bột nó dính lại với nhau như thế này thì mọi người bắt đầu dùng tay để mình nhồi nha. Nếu mà quá trình nhồi mọi người thấy bột nó hơi nhão thì mọi người có thể cho thêm bột khô ha. Còn nếu mà bột nó khô quá thì mọi người có thể cho thêm một chút xíu sữa đặc hoặc là sữa tươi cũng được. Nhồi cho tới khi mà bột nó tạo thành một khối và không có dính tay nữa thì mọi người để cho bột nghỉ trong vòng 15 phút nha. Sau 15 phút thì mình bắt đầu chia bột ra thành từng phần vừa ăn nè. Rồi mình vo thành từng viên tròn và lăn qua mè trắng nha mọi người. Trước khi mà mọi người vo bánh thì nhớ là cho một chút xíu dầu ăn vô tay để không có bị dính nha. Bước tiếp theo là chiên bánh. Mình để cho dầu nó thật là sôi, sau đó thì hạ xuống mức lửa nhỏ nhất. Rồi cho lần lượt từng cái bánh vào chiên nha mọi người. Bữa nay Thuổi làm cái bánh này nè, cả nhà Thuổi ai ăn cũng khen ngon hết trơn á. Đối với mình, cái việc mà nấu ăn cho cả gia đình đó là một niềm hạnh phúc. Bởi vậy, hạnh phúc nó đến từ những cái điều đơn giản xung quanh mình, chứ không có quá xa xôi đâu mọi người. Nên là tụi mình phải biết nắm bắt nè, phải biết trân trọng những cái giây phút, những cái điều giản đơn bên cạnh gia đình mình nha. Nói tới đây là bánh nó đã chín luôn rồi nè, mọi người coi nếu mà nó vàng đều hai mặt thì mình gấp ra ha. Mọi người nhớ là lót một lớp khăn giấy hoặc là giấy thấm dầu để cho nó hút bớt cái lượng dầu thừa, khi ăn nó sẽ không có bị ngấy. Như vậy là xong rồi đó, bây giờ là bày bánh ra dĩa, sau đó thì đem mời cả nhà cùng ăn nè. Bánh khoai lang, bên ngoài thì giòn giòn, bên trong lại có vị ngọt ngọt, bùi bùi của khoai lang rất là ngon, nên là mọi người có thể làm thử nha.